ta có bố mẹ, mà mình sinh ra thì mình không biết bố là ai, cho nên là mình cứ mặc cảm rồi chỉ biết thương mẹ lắm ạ. Và mẹ khi mà rời tôi ra năm tôi có 20 tuổi, tôi lập gia đình với cô như là Lê Trang đây. Và thế còn thì sau đó thì là mẹ tôi lại đi ra kháng chiến. Có tiềm tàng thành ngôi sao nữa. Cái gì? Mà chắc có tiềm tàng thành ngôi sao nữa. Ngôi sao đấy. Ngôi sao.